Đang sống yên ổn mà bất ngờ có vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, lại còn phá hỏng cả phần mái nhà, hẳn không ai là không cảm thấy bực mình. Hồi đầu năm nay, trang trại của người đàn ông ở Hà Lan cũng trở thành nạn nhân của một vật thể lạ không biết từ đâu tới. Tưởng nhà mình gặp đen đuổi, nhưng sự thật, người đàn ông này lại là người quá may mắn khi cục đá rơi xuống không phải là cục đá tầm thường mà là thiên thạch 4,5 tỷ năm tuổi và mang lại bằng chứng quý giá để giới khoa học khám phá về sự sống trong vũ trụ. Theo Agent Frank Brest, khối thiên thạch nặng khoảng 0,5 kg. Đây là khối thiên thạch thứ 6 được tìm thấy ở Hà Lan trong vòng 200 năm qua và là tin mừng đối với giới khoa học. Gần đây, một nhà khoa học đã công bố đoạn video tiết lộ về khối thiên thạch hiếm hoi này. Sau nhiều tháng nghiên cứu kỹ lưỡng, cục đá ngoài hành tinh phá hoại trang trại của người đàn ông. Các nhà khoa học đến từ Trung tâm Đa dạng Sinh học Naturalis, thành phố Leiden, Hà Lan, xác định đây là L6 Grönkrait, một loại thiên thạch được tìm thấy nhiều nhất trên trái đất. Theo các nhà khoa học, nó có thể đến từ một vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc. Có nghĩa rằng nó đã tồn tại 4,5 tỷ năm tuổi. Nói cách khác, nó cùng độ tuổi với trái đất. Ông Leo Grossman, một nhà địa chất, nói với AFP, chúng ta có thể khám phá ra nhiều điều từ khối thiên thạch này. Nó sẽ hé lộ về những điều đã xảy ra trong thời gian đầu khi hệ mặt trời hình thành. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể biết có những loại đá thiên thạch nào tồn tại trong khoảng thời gian trái đất hình thành, vì loại thiên thạch này có tuổi thọ lớn hơn tất cả các loại đá đang tồn tại trên trái đất. Trong cái rủi có cái may, tưởng một cục đá tầm thường, không ngờ lại ẩn chứa nhiều điều bí ẩn kỳ diệu. Chủ nhật vừa qua, tại Anh, một khối thiên thạch 4 tỷ năm tuổi, nặng 26,5 kg cũng được bán với giá 14.000 bảng Anh, tương đương 420 triệu và trở thành vật cổ nhất hành tinh được bán. Thuế tắm nắng. Nhuộm da đang ngày càng phổ biến ở Mỹ, họ chuộng làn da nâu khỏe mạnh đầy cá tính. Mỹ là một trong những quốc gia có thể nói là sở hữu lượng fan cuồng tắm nắng nhất thế giới. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho rằng tắm nắng kéo dài trong nhiều giờ liên tục có thể sẽ gây ra những vấn đề tiêu cực về sức khỏe. Ung thư da đang có chiều hướng gia tăng và chính quyền lúc bấy giờ của cựu tổng thống Barack Obama đã quyết định áp dụng một hình thức thu tiền bắt buộc gọi là thuế tắm nắng. Theo đó, những người Mỹ muốn tắm nắng sẽ buộc phải trả thêm một khoản phí là 10% trong tổng chi phí dịch vụ. Thuế phát triển kỹ năng. Với quyết định đánh thuế này, tất cả các doanh nghiệp ở Nam Phi sẽ thu 1% trích ra từ mức lương của các nhân viên để xây dựng ngân sách cũng như thực hiện các kế hoạch phát triển kỹ năng cần thiết cho người lao động bản xứ. Có vẻ như phải mất một thời gian tương đối lâu nữa, chúng ta mới có thể đánh giá được mức độ hiệu quả của chính sách này. Bởi lẽ hiện nay, châu Phi vẫn là một trong những châu lục có mức sống thấp nhất thế giới. Nướng đồ ăn cũng bị đánh thuế. Nghe đến luật lệ này, chắc nhiều mem phải la oai oái lên mất. Đồ nướng là món ăn khoái khẩu của nhiều người, vậy mà lại bị đánh thuế ư? Ở Bỉ năm 2007, chính quyền địa phương vùng Wallonia với dân số khoảng 3,5 triệu người đã quyết định đánh thuế lên các món nướng với lý do đưa ra là để chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo tính toán của họ, khi nấu đồ nướng, bầu khí quyển sẽ phải gánh thêm từ 50 đến 100 gram lượng khí xả độc hại, tác nhân chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính. Theo đó, với khoản tiền phải chi trả là 20 euro, thì rõ ràng các gia đình ở Bỉ sẽ phải đắn đo hơn với ý định tổ chức những buổi tiệc BBQ của mình rồi. Thậm chí còn gắt gao hơn, các nhà chức trách Bỉ cho biết họ sẽ đưa máy bay trực thăng trang bị camera tầm nhiệt vào các hoạt động ra soát để phát hiện những trường hợp vi phạm. Hy Lạp đánh thuế hồ bơi. Người Hy Lạp quan niệm rằng hồ bơi là những thứ xa xỉ và quá tốn kém. Nếu một gia đình có hồ bơi trong nhà,
tức là chủ nhân đó chắc chắn phải có tiềm lực kinh tế mạnh và chỗ đứng địa vị xã hội. Do đó, những ai quyết định xây hồ bơi cá nhân, chủ nhà sẽ phải nộp khoảng 800 euro mỗi năm cho chính phủ. Giới thượng lưu đã phải lắc đầu ngao ngán với loại thuế này vì phải bỏ ra một số tiền không nhỏ cho sở thích bơi lội của mình. Bò xì hơi, chủ trả tiền mệt nghỉ. Thật vô lý và hài hước, nhưng đây là loại thuế có thật. Theo nghiên cứu của các nhà chức trách, khí thải từ đường ruột, hay nói theo kiểu dân gian là đánh rắm, sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến bầu khí quyển và sẽ gây ô nhiễm không khí nếu không có biện pháp kiểm soát. Và chính phủ Estonia đã đưa ra hạ sách là đánh thuế lên những người chăn nuôi bò. Thông tin này gần như khiến chủ các trang trại nuôi bò phải kêu trời, vì họ cũng chẳng biết làm cách nào mới có thể ngăn cản nhu cầu sinh lý của những chú bò. Tại Hungary, ăn vặt cũng phải tốn tiền. Cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa khi ăn vặt cũng phải đóng thuế? Mặc dù biết rằng chính sách này vô cùng lành mạnh và cần thiết của chính phủ nhằm giúp người dân nước họ khỏe mạnh, làm giảm nguy cơ béo phì đang có nguy cơ bùng phát. Thủ tướng Orbán của Hungary đã quyết định đánh thuế vào các loại thực phẩm ăn vặt đóng gói khác nhau như khoai tây chiên giòn, bánh quy mặn, bánh ngọt, bánh gói, những loại đồ uống có ga và giàu năng lượng khác. Khách du lịch gãy xương, chủ khách sạn phải trả tiền ở Áo. Được xem là một trong những thiên đường tuyết, trượt tuyết, nặng người tuyết, nước Áo mỗi năm đón rất nhiều du khách ghé tới tham quan và trải nghiệm. Thế nhưng du khách bị tai nạn và chấn thương trong khi nghịch tuyết rất nhiều. Vì vậy, để giảm thiểu số người bị thương cũng như hạn chế lượng du khách trượt tuyết quá khích, các nhà chức trách Áo đã ban hành một đạo luật thuế du lịch về thạch cao. Điều đáng nói là những đối tượng bị buộc phải đóng khoản tiền này không ai khác chính chủ nhân của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng trong khu vực. Thế mới nói, nếu có ý định đi ngắm hay trượt tuyết ở đất nước xinh đẹp này thì các bạn nên hết sức cẩn thận để tránh trường hợp khổ cả ta lẫn người nhé. Thuế bóng râm tại Italia. Năm 1993, các quan chức thành phố Venice, nước Ý đã ban hành một luật vô cùng kỳ lạ, đó là đánh thuế lên tất cả các chủ nhà hàng và những người bán hàng có tài sản tạo bóng và phủ lên phần lãnh thổ thành phố. Ngay sau khi đạo luật này được thực thi, rất nhiều chủ cơ sở đã nảy ra ý định tháo dỡ các thiết bị tạo bóng khác nhau như lều, mái hiên ra khỏi các bức tường tòa nhà của họ để khỏi phải đóng loại thuế vô lý này. Thế còn bóng của chính mình có bị coi là tài sản tạo bóng râm buộc phải đóng tiền không nhỉ? Thật là hài hước. Trung Quốc đánh thuế đũa. Mỗi năm người dân Trung Quốc sử dụng khoảng 45 tỷ đôi đũa tiện lợi sản xuất từ 25 triệu cây xanh. Trước sức tiêu thụ khổng lồ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên, chính phủ Trung Quốc đã ban hành sắc thuế nghe khá lạ đời, đó là thuế đánh vào việc tiêu thụ đũa tre sử dụng một lần với mức 5% cho mỗi lần mua sản phẩm. Chính phủ Trung Quốc có vẻ như đang nỗ lực hết sức để giảm thiểu nạn chặt cây, phá rừng để sản xuất các loại vật dụng thường ngày, đặc biệt là việc làm đũa. Thuế mặt trời ở quần đảo Balearic. Đây chắc hẳn là một trong những thứ thuế lạ đời nhất quả đất mà nhân loại có thể nghĩ ra được. Cụ thể là tất cả các khách du lịch đến với Mallorca, Menorca và các khu vực khác thuộc quần đảo Balearic đều sẽ phải chịu mức phí 1 euro mỗi ngày chỉ để ngắm mặt trời cho chính quyền để bổ sung vào ngân sách địa phương. Số tiền thu được từ việc này sẽ được sử dụng vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng, cơ sở phục vụ khách du lịch. Thử làm một phép tính đơn giản thế này nhé. Với lượng khách đổ về tham quan quần đảo Balearic này đều hơn 10 triệu lượt mỗi năm, thì ngân sách thu được từ sắc thuế mặt trời nói trên sẽ là con số không nhỏ.